Sau đây chúng ta tiến hành thử điện và đo ampere của bơm nước Techco Bafa chính hãng 4kW, 5,5 ngựa, 5,5 HP. Đây là đầu xả của bơm và đây là đầu hút của bơm. Đây có đường kính là 90mm. Chúng ta tiến hành mở nắp cục cực điện ra và đấu 3 dây điện vào 3 cực điện của động cơ. Tiếp theo chúng ta tháo cái mặt bích của ống hút và ống xả ra để châm nước vào, để khi mình chạy thử điện không nóng phốt và cháy phốt. Trước khi chạy thì mình dùng ni lông mình bịt cái phần hộp cực điện lại để tránh nước bắn vào ở đây để gây cháy hỏng động cơ. Chúng ta dùng kìm kẹp ampere là kẹp vào dây thế này để đo ampere. Và trước khi chạy thì mình kiểm tra cái vòng quay của động cơ theo chiều kim đồng hồ thế này. Và chúng ta tiến hành cấp điện. Dòng không tải của động cơ là 2,8 ampere. Chúng ta tắt điện. Chúng ta thấy bơm vận hành êm ả bình thường vì nhà có dòng bi bột đạn theo chuẩn châu Âu. Và sau đây là các mẫu bơm Bafa được sử dụng nhiều nhất tại thị trường Việt Nam. Mời quý khách tới kho hàng của động cơ Minh Motor để tham quan. Và mọi thắc mắc cần tư vấn liên hệ số điện thoại 098 460 1144.